Ê nhóc, tí đi tập xe không? Tôi biết cái chỗ này á, đường vừa vắng vừa đẹp, tha hồ tập. Bộ tôi nhỏ hơn ông hay gì mà ông cứ kêu tôi là nhóc hoài vậy? Tí đi nha. Thôi không cần đâu, tại ông kêu ông đi với nhỏ Duyên nên tôi nhờ anh Huy tập xe cho tôi rồi. Mà đi với anh Huy còn tôi? Thì ông đi chơi với nhỏ Duyên mà. Ai nói tôi đi với nhỏ Duyên? Tôi đâu có rảnh như bà đâu. Đi chơi người ta bận học. Ông biết học là tốt, chứ dạo này trên lớp tôi thấy ông học không có ổn đâu à. Bà muốn đi đâu thì đi, nhưng vỏ phòng tôi cho sạch rồi hãy đi. Cái đó tôi biết, khỏi nhắc. Khang, con muốn làm gì thì con nhờ bác Lan làm cho con. Nhưng anh á, nó ở đây là để đi học, rảnh thì nó phụ, không rảnh thì thôi. Con không nên sai bạn như vậy nha. Mẹ. Mẹ, hay mẹ cho con Ánh á, nó theo con phụ việc đi. Nó phụ là nó phụ gì con? Thì tại thấy giờ nó rảnh quá, nó không làm gì hết. Mẹ cho nó theo con, nó phụ, có sai gì nó làm đó. Con định bày trò gì nữa đây? Con có bày trò gì đâu. Thì tại con thấy nó rảnh rỗi quá, nó suốt ngày đi chơi. Nếu mà mẹ dễ chịu nó quá là nó hư á. Nhưng mà mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ quan sát nó 24/24 luôn, đảm bảo nó không dám đi chơi đâu. Vậy á, con phải cho bạn làm việc nhẹ thôi nghe chưa? Dạ. Cho bạn làm việc nặng á. Mẹ nhớ trả thêm tiền cho nó nha, để nó có tiền mua mấy món đồ mà nó thích. Chứ còn thay á, nó cũng không có dám xin tiền mẹ, với lại không có muốn mua gì hết á. Mà trả thêm là trả thêm bao nhiêu được ta? À, thì mẹ trả cho bác Lan, mẹ nó bao nhiêu, mẹ trả cho nó mấy nhiêu? Mẹ trả bác Lan á là 8 triệu một tháng. Anh 8 triệu nữa là nhiều lắm con, nhiều lắm. Vậy giờ con đề xuất luôn của nó là 4 triệu. Giờ vậy nè, con 2 triệu, mẹ 2 triệu. Mẹ chịu không? Rồi tiền đâu con trả cho bạn? Thì tiền lì xì để dành của con đó. Mẹ nói mai mốt lớn mày sẽ đưa lại. Thì mai mốt lớn con tự đi làm kiếm tiền, thì mấy tiền đó mẹ đưa cho anh. Giống ai không dạy gái như trời.